Rồi. À, xin chào bố mẹ. Vân đang có ghi hình và ghi âm lại cái buổi nói chuyện sáng nay. Sáng hôm nay thì Vân sẽ chia sẻ về trại hè của làng vui để các bố mẹ có thể hình dung và hiểu hơn cái triết lý của làng vui như thế nào, và làng vui đã lồng ghép cái triết lý và xây dựng cái chương trình trại hè cho các con ra làm sao. Cũng như là để tham gia được trại hè thì các con cũng cần sẽ có những cái sự chuẩn bị gì để có thể là vào và phối hợp cùng với các bạn ở nhiều tỉnh khác nhau. Và bố mẹ có thể có những cái thắc mắc gì thì hoàn toàn có thể để lại những cái câu hỏi trong group cũng như là để lại trên fanpage của trường để nhà trường có thể giải đáp cho bố mẹ. Và trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, Vân cũng sẽ nhắc lại một vài cái câu hỏi mà bố mẹ thường xuyên hỏi mỗi khi tìm hiểu về trại hè, thì Vân nhắc lại cùng với câu trả lời luôn, để mà những ai có thắc mắc tương tự thì coi như cũng nhận được luôn câu trả lời thay vì sẽ đi hỏi lại ha. Thì mình sẽ bắt đầu cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và thông thường trong tất cả những các hoạt động nói chuyện thì mình sẽ bắt đầu cái chuyện là hát với nhau một xíu. Mình sẽ cùng nhau hát một cái bài hát này ha. Rất nhiều bố mẹ, cả bố mẹ là tha có con tham gia chương trình ngoại khóa lẫn bố mẹ có con đã học rất gọi là học xuyên suốt cả mầm non hoặc là tiểu học tại trường, thì cái điều mà nhiều bố mẹ cũng thắc mắc là ơ sao lên cái trường này thấy nó êm vậy, cái trường này sao nó êm. Thì Vân cũng bật mí cho mọi người rằng đó là một trong những thứ nó góp phần vào cái sự êm ả của làng vui, đó chính là âm nhạc. Và đứa trẻ nó tự nhiên nó sẽ êm hơn rất nhiều nếu như cái bầu không khí của con là cái âm nhạc của tình yêu thương, âm nhạc của sự bình yên, sự êm ả, nên giữ cho một cái không gian đầy tính nhạc, đầy tính thơ là điều rất quan trọng với trẻ. Và hiện giờ trong thế giới hiện đại của mình thì hầu như tính nhạc, tính thơ gần như là nó biến mất khỏi cái cuộc sống của đứa trẻ. Trong ngày nó còn lại là những cái hiệu lệnh, những cái tiếng la ó, những cái lời trách móc, những cái điều than vãn lẫn nhau. Trong ngày nó còn là những cái mong đợi, những cái ra lệnh của người lớn với đứa trẻ rằng đứa trẻ phải A, B, C, D, và cả người lớn và đứa trẻ đều rơi vào cái trạng thái khá là căng thẳng khi bắt đầu làm bất cứ việc gì, và thêm rất nhiều những cái sự lo sợ. Thì điều mà làng vui muốn nhắn nhủ rằng là chúng ta không thể phát triển trên cái sự lo sợ, sự khó chịu được. Mọi thứ nó cần sẽ êm ả để từ đó những cái cảm xúc đẹp nhất nó được thăng hoa và những cái trí tuệ cao nhất nó được bay lên. Nên tạo ra một bầu không khí đầy tính thơ và tính nhạc là rất cần cho trẻ mầm non, tiểu học và đến tới cấp 2. Rất cần cái tính nhạc, và đặc biệt trong trại hè của mình là độ tuổi tiểu học, cái tính nhạc trong tiểu học rất là quan trọng. Nên là hôm nay mình sẽ bắt đầu với một bài hát ha. Bố mẹ nào biết thì có thể nhẩm theo theo Vân ha. Vân sẽ hát bài này ha. Bố mẹ nào chưa biết thì hoàn toàn có thể bắt đầu có thể là ngân nga cái bài này ở nhà với lại con của mình. Bi du, 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 bi du. Em yêu hoa hồng này, yêu hoa thủy tiên này, em yêu núi rừng này, yêu sao ngọn đồi nhấp nhô lấp lánh ánh sao trên trời khi mặt trời đi ngủ. Bi du 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 bi du. Em yêu cha mẹ này, yêu anh chị em này, em yêu xóm làng này, yêu sao ngọn đồi nhấp nhô lấp
sao trên trời khi mặt trời đi ngủ. Bi đu 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 bi đu. Mình hát lại một lần nữa nha. Bi đu 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 bi đu. Em yêu hoa hồng này, yêu hoa thủy tiên này, em yêu núi rừng này, yêu sao ngọn núi nhấp nhô lấp lánh ánh sao trên trời khi mặt trời đi ngủ. Bi đu 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 bi đu. Em yêu cha mẹ này, yêu anh chị em này, em yêu xóm làng này, yêu sao ngọn núi nhấp nhô lấp lánh ánh sao trên trời khi mặt trời đi ngủ. Bi đu 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 bi đu. Một điều lưu ý khi mà mình hát cho những đứa trẻ, bố mẹ đừng nghĩ rằng à những cái bài hát chừng nào mình hát tới những cái bài kiểu như là những cái tình cảm của người lớn rồi xót xa hoặc là bài tủ của mình thì mình mới hát rồi mình quằn quại mình đau khổ hay các kiểu ha. Còn hát bài con nít thì là con nít thôi mà, bài đơn giản thì hát ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba, cả nhà ta cũng thương nhau đó, thì mình chỉ hát đơn giản thôi mà. Thì có khi thì mình cần phải sửa lại một xíu. Mình càng hát cho trẻ nghe, mình càng sẽ phải thực sự sống trong cái bài hát đó. Mình sẽ cần hết mình và hiện diện trong bài hát đó. Bởi vì đứa trẻ khi mà nghe một cái bài hát của người lớn á, hát cho mình nghe hoặc là thầy cô hát cho mình nghe, là nó nghe cái tình yêu thương của thầy cô, nó nghe cái sự hiện diện của thầy cô, nó nghe một cái sự sống động bên trong thầy cô, nó nghe cái sự bình yên bên trong thầy cô. Nên không phải hát chỉ để hát, hát là để đứa trẻ dễ dàng hơn trong việc mở lòng và cảm nhận những người xung quanh mình, cảm nhận cái tình yêu thương của thầy cô dành cho mình, để rồi đứa trẻ thấy bình yên hơn, đứa trẻ thấy thoải mái hơn, đứa trẻ thấy sẵn sàng hơn khi mà đồng hành cùng với trường, với lớp, với thầy cô của mình, ngay cả khi với bố mẹ. Nên lưu ý khi ở nhà hãy thường xuyên hát cho con. Khi hát cho con, hát như thể mình là một nghệ sĩ, phải tin tưởng rằng mình là một nghệ sĩ, hát hết mình. Và lưu ý thì nghệ sĩ trên sân khấu, mình sẽ gặp rất nhiều những cái trường hợp làm hát quằn quại, hát xót xa, hát đau khổ tột cùng ha. Tuy nhiên đó, với trẻ trẻ chưa tới lúc mà cảm nhận những cái cung bậc đau khổ xót xa từ việc tột cùng, đứa trẻ cần cảm nhận cái thế giới này nó đủ bình yên, có vui có buồn, nhưng nó sẽ được bao bọc bởi cái sự bình yên, sự nhẹ nhàng. Nên khi mình hát cho trẻ, hãy hát nhẹ lại nhất có thể, bình yên lại nhất có thể ha, chứ không hát theo phong cách ở nhà mà hát cho con, mà hát theo phong cách của nghệ sĩ trên sân khấu, và rồi đứa con nó hát nó quằn quại, nó biểu diễn như nghệ sĩ đau khổ, thì cái đó là cái mà chúng ta phải để ý ha. Hát với trẻ vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái, bình yên. Và đây cũng là cái thông điệp đầu tiên Vân muốn chia sẻ với mọi người, đó là cái trại hè của Làng Vui sẽ có đôi chút mọi người nhìn thấy nó khác đi những cái trại hè mà bố mẹ đã có từng tham gia. Đó là có một bố mẹ nào vào mà đang có, để Vân mute lại nha. Thì trại hè Làng Vui sẽ bao bọc cái không gian nó vui, nó rộn ràng, nhưng tất cả nó được bao trùm bởi cái sự bình yên mọi người ha. Đây một số hình ảnh của các con. Thì
Khi mà bước vào làng vui, bước vào cái trại hè, làng vui không có tạo ra một cái chương trình à, bởi vì trẻ học chính thức nữa, nó học kiểu khác rồi, nên là buổi hè thì mình chỉ đưa một vài những cái hoạt động mà trẻ thích, để mà là trải nghiệm một cái việc mà dài vài tuần với đứa trẻ để nó đổi không khí này nọ. Thì làng vui không chỉ dừng lại cái chuyện đó mà tìm nhiều cách nhất để mình có thể đưa tất cả những điều đẹp đẽ trong cái triết lý giáo dục khai phóng vào bên trong những đứa trẻ, vào trong cái kỳ nghỉ dài của đứa trẻ cùng với làng ha. Nên là mình vẫn tạo ra một cái chương trình với đầy đủ những cái cung bậc triết lý trong cái triết lý giáo dục này. Trại hè của mình ha. Trại hè của mình là một cái hành trình mà đứa trẻ nó sẽ kết nối với bản thân. Đầu tiên kết nối với bản thân, bước vào một cái không gian mới, bước vào một cái không gian có nhiều những cái bạn bè ở khắp nơi. Cũng có thể đây là lần đầu tiên các con đến với làng vui, nhưng mà tất cả mọi thứ được diễn ra, được khơi mở để con có một cái cơ hội được tương tác, được kết nối với những thứ xung quanh, để rồi con quay trở về, con cảm nhận những thứ nó đang tồn tại phía bên trong của mình, để cảm nhận lại bản thân mình. Ví dụ một số bạn khi mà đi trại hè đó, có những bạn tướng bự lắm nha, những bạn nữ là tướng bự đó. Và ở nhà là bạn kêu là mẹ nói với bạn là ôi nó cái gì chứ, là nói về cái việc mà vận động là nó ghét lắm, nó không có vận động ở nhà, nó bố mẹ nhắc miết mà nó cũng không có vận động, nên là đó, nó thích làm thủ công nè, nó thích làm cái này cái kia nè, đặc biệt là ghét vận động. Mình cũng đóng cái thông tin chia sẻ của bố mẹ. Nhưng mà sau khi mà bạn đi lên trường á, bạn đi lên trường rồi bạn tham gia những cái hoạt động, bạn leo đồi nè, rồi bạn học thể chất nè, rồi bạn có thể chơi đá banh nè, rồi bạn đu dây, bạn leo cây, bạn vui, bạn rộn ràng vậy đó. Và sau một cái tuần học đầu tiên á, bạn tới và nói với Vân luôn, cô Vân, hồi giờ con cứ tưởng là con không có thích vận động và con dở, con không có chạy nhảy, con không có chơi được với các bạn, nhưng bây giờ con thích ghê luôn á, con thấy rất là thoải mái khi chạy. Đó là một cái bạn 10 tuổi ở nói con thấy thoải mái khi chạy á, con chạy cả ngày gì cũng được nữa. Thì là một cái điều thú vị là gì, là bạn bắt đầu kết nối với bản thân mình và nhận ra là a, mình cũng là người thích vận động, mình cũng là người sẵn sàng chạy nhảy, chứ không phải như trước giờ mình đã nghĩ rằng là mình không có thích vận động và bố mẹ của mình cũng cũng cho rằng mình không thích vận động. Nhưng sau một cái tuần trải nghiệm, mình nhận ra là thực ra là mình có thể vận động nhiều, mình thích vận động, mình chạy nhảy, mình chơi được rất nhiều. Đó chính là một cái thứ mà trẻ bắt đầu kết nối đó và nhận diện ra những thứ ở phía bên trong của bản thân mình. Và còn nhiều những cái câu nói thể hiện là đứa trẻ bắt đầu cảm nhận mình, hiểu về bản thân mình nhiều hơn, nó rất là thú vị trong suốt cái trại hè. Có những bạn á, bạn cũng tham gia, xong sau cỡ một tuần, hai tuần, cái bạn cũng nói với cô và bạn nhận diện là có bố mẹ nào muốn vào, bạn nhận diện rằng là ôi con thích nhất lên trường rồi, bây giờ là con thích nhất là được tham gia, không phải được ra ngoài cái bãi tre để đọc đọc sách vào mỗi buổi trưa. Ở đây có bố mẹ nào đang đang kêu là ở trong phòng chờ, chờ con một xíu nha, cho con coi thử. Chờ con một xíu, không bố mẹ nào nhắn là đang ở phòng chờ. Thì một số bạn đó nhận ra bản thân mình là ôi thầy ơi hoặc là cô ơi, bữa nay á cứ buổi 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 trưa á, thay vì á là con ngủ trưa dài thì con lại là không có ngủ trưa, con không có ngủ trưa được, mà lại con lại thích là ra mà cầm sách ra bãi tre á, rồi con ngồi con đọc sách, và rồi nó có một chiếc ghế để sẵn ngay bãi tre, và thầy cô cũng rất là hiểu cái ý đó của bạn, nên là buổi trưa cũng cho bạn cái ghế ở cái chỗ một cái bãi tre rất là mát, gió nó rì rào vậy đó, và bạn ngồi đọc sách.
và bạn cũng nhận ra cái điều đó khi mà bạn lên với trại hè. Nên chúng ta hình dung rằng là cái hành trình trẻ đến với mùa hè với làng vui, tham gia nhiều hoạt động A, B, C, D, nhưng mục đích cao nhất không phải là con hoàn thành cái nhiệm vụ ở trong cái hoạt động đó. Nếu như con không hoàn thành cái nhiệm vụ đó là con làm không tốt, thì không có chuyện đó ha. Cái hành trình tham gia hoạt động này hoạt động kia để trẻ thực sự sẽ cảm nhận rằng là khám phá ra được là mình thích cái này nè, mình có thể mạnh cái này nè, mình không thích cái kia nè, mình bắt đầu cảm nhận là mình thích cái những cái người bạn kiểu tính cách như thế này nè, mà mình còn hơi e dè với những người bạn tính cách kiểu kia. Đó, đó chính là một cái cơ hội để trẻ kết nối lại với bản thân của mình, mà đã từ lâu trong những cái môi trường và cái cách thức bạn đang tham gia học, bạn không có cơ hội để nhìn thực sự là mình đang nghĩ gì, mình đang muốn gì, mình có điểm mạnh gì. Bạn không có nhìn chuyện đó. Phần lớn bạn bị đánh giá rằng là con không tập trung để làm bài, con làm bài sai chỗ này, con không đủ kết quả chỗ kia, con không phối hợp với thầy cô chỗ nọ. Bạn bị đánh giá chuyện đó, nhưng bạn không có cái cơ hội để nhìn thử là mình là người như thế nào. Thì cái nhiệm vụ đầu tiên của một hành trình kết nối với trẻ, hành trình chuyển hóa của đứa trẻ là đứa trẻ cần sẽ học cách kết nối bản thân mình. Rồi cái điều thứ hai khi đến với trại hè đó là cái việc vui sáng tạo. Vui và sáng tạo ha. Chứ không phải là con làm theo một cái hiệu lệnh y chang và không được mở ra trong cái trí óc của mình, không được làm những cái thứ mà trí óc của mình đang suy nghĩ. Nên ở đây các con sẽ rất là vui. Các hoạt động làm cho con có nhiều niềm vui và kích thích cái sự sáng tạo và đưa ra một cái giải pháp mới bên trong của mình. Cùng làm, ví dụ như là ngày hôm đó các con sẽ cùng làm bôn mọc, các con sẽ cưa và các con làm ra những con thú ha. Thì có bạn sẽ cảm nhận, các bạn cứ con cảm thấy con muốn làm một quả trứng ha. Vậy thì con sẽ cắt như thế nào để con tạo ra quả trứng? Có bạn thì con muốn làm một cái con mà nó giống như là cái con sóc vậy đó, cái hình ảnh mà con muốn, con tưởng tượng ra nó kiểu như vậy nè, và con đưa cái ý tưởng đó và thầy với con cùng nhau vẽ phác thảo cái hình ảnh của con ở trên cái miếng gỗ, để rồi con bắt đầu hiện thực hóa cái phần mà mình tưởng tượng và mình muốn tạo ra cái thành phẩm như vậy. Nên là cái hành trình của con là nó tạo ra những thứ, cái việc của con làm là vui, tiếp theo là các con được mở mang cái trí óc và được làm và được tạo ra những cái thành phẩm trong cái trí tưởng tượng của mình. Nên là cái hành trình của các con được nuôi dưỡng trong cái phần mà rất là tự do của trí óc, và nuôi dưỡng cái trí tưởng tượng, nuôi dưỡng cái sức expose ra ha, cái sức mà bung ra để mà cảm nhận và để đưa ra những cái góc nhìn, những cái suy nghĩ, những quan điểm trong cái quá trình các con làm việc. Và mình rất là tôn trọng cái ý kiến cũng như là những cái phương pháp mà trẻ đề xuất. Và vì vậy các con được làm rất là nhiều những cái dự án ha. Mỗi ngày của con làm rất là nhiều thứ, và ở mỗi thứ các con khám phá ra nhiều cái khía cạnh khác nhau. Và cái điều thứ ba khi mà đến với trại hè của làng á, là sống hữu ích. Đứa trẻ của chúng ta nó rất là nhiều đứa trẻ nha, nó có cái suy nghĩ hoặc là nó bị cái suy nghĩ đó rằng là mình còn nhỏ, giờ con có biết cái gì đâu ngoài là ăn học với lại là mọi người phải chăm sóc các con, nên là con giống như cái nhóm tiêu sản nha, con xài hao phí lắm, con xài tiền của bố mẹ, con xài sức lực của bố mẹ, con xài đủ thứ á. Chừng nào con lớn rồi rồi con đóng góp lại cho xã hội, mẹ nuôi con cực đến như vậy, bố nuôi con cực, rồi thầy cô cực cho con lắm, bây giờ con ráng là con làm sao để mà sau này á con đóng góp lại cho xã hội, con trả ơn lại những người đã giúp cho con. Thì cho dù là mình nói trẻ vô dụng hay là mình nói con nên học để sau này đóng góp lại cho xã hội, thì đâu đó nó cũng ươm ướm trong cái câu của mình cái ý nghĩa rằng là giờ này con có chút hữu ích nào cả, giờ này con chỉ tiêu tốn thôi. Thì chúng ta hiểu rằng là chả không có ai hả hứng, gọi là hưng phấn và sẵn sàng hay tò mò để lớn lên, để trưởng thành, trong khi
cảm nhận rằng mình là cái người vô dụng cả, chả ai mà muốn phát triển khi mà được nêm cái chuyện là mình vô dụng ha. Nên là cái đứa trẻ trong làng vui, dù là đứa trẻ bé nhất mới có mười mấy tháng thôi, cho đến đứa trẻ lớn nhất, đứa trẻ nào cũng hữu dụng cả, đứa trẻ nào cũng cảm nhận bản thân mình hữu ích. À, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, mỗi bạn đều đóng góp những thứ rất là quan trọng. Một bạn lớn hơn thì làm đồ chơi và chia sẻ cho một bạn nhỏ hơn, và bạn ấy cảm nhận rằng là à, con làm đồ chơi để đưa xuống cho các em, nó tặng cho các em để các em được chơi, và mình thấy mình lớn lên dễ sợ lắm. Nên là phải cho trẻ cái cảm giác rằng con thực sự hữu ích, mỗi cái sản phẩm của con làm ra có giá trị. Ví dụ như các con làm ra những cái chiếc bánh pizza rất là thơm ngon và ngon thật sự nha. Và cái cảm nhận đầu tiên con, ô đây là một cái bánh mà hồi trước mẹ, nhưng như vậy là hồi trước mẹ bỏ ra rất là nhiều tiền mới có thể mua được cái bánh này cho con, bây giờ con có thể làm được cái bánh này. Cảm nhận là gì? Mẹ không có quá phí tiền rồi. À, cái tiếp theo, bạn cảm nhận là cái bánh này hả, con sẽ ăn một nửa, còn một nửa về con sẽ tặng cho ông bà tối nay ở nhà. Đó, bạn bắt đầu mang một cái món quà về nhà, một cái sự chia sẻ về nhà, và thấy là mình bắt đầu có đóng góp. Rồi các con đan len ha, hoặc là các con dùng dây len để tạo hình ra một cái bức tranh rất là đẹp. Và các bạn ấy, con xin cái này về để cho mẹ treo trang trí lên cái bàn làm việc của mẹ. Rất hữu ích ha. Có bạn thì nặng ra một cái con thú, có bạn thì nặng ra con voi, dùng đất sét ha, nặng ra con voi xong đun lên ở con voi hoặc là con chuột. À, và bạn nói là con sẽ về con tặng cho ba con, và ba con thích cái con này. Đó, thì cái hành trình làm việc các bạn thực sự cảm thấy là ôi, mình có thể làm được, mình tạo ra rất nhiều điều hữu ích, và cái sản phẩm của mình là sản phẩm sử dụng được, được người khác trân trọng, chứ không phải là mình chỉ đi phá thôi. Nên cái cảm giác sống hữu ích là rất cần thiết bên trong mỗi đứa trẻ, để đứa trẻ tự tin vào chính bản thân mình, tự hào về mình, để con tiếp tục có cái sự mạnh dạn trong việc tiếp tục tạo ra giá trị cho những người xung quanh. Ừ. Nên là bố mẹ nào nếu ở nhà mà thường xuyên cho con cái thông điệp rằng là con là tiêu tốn á, thì lưu ý ha. À, thì đây là ba cái giá trị quan trọng khi mà con đến với làng vui, với cái trại hè của làng vui. Và để đủ thời gian cho con kết nối bản thân nhiều hơn, đủ thời gian cho con thoải mái sáng tạo và tạo ra nhiều sản phẩm để trở nên hữu ích, thì phải đủ thời gian ha. Nên trong cái đợt này thì cái bạn tham gia thấp nhất cũng sẽ cần là 2 tuần. Mình sẽ không đón những bạn 1 tuần, ít nhất là 2 tuần. Nhưng nếu có thể hãy sắp xếp cái thời gian của bạn dài hơn. Đối với trại hè của mình mong muốn là thời gian làm việc của các con tại làng nó dài nhất có thể. Trường không mong muốn là nhận quá nhiều học sinh, và học sinh thì rải rác một tuần, một tuần, một tuần rồi đến rồi đi. Trường mong muốn nhận một số lượng ít học sinh nhưng ở với nhau dài hạn. Đó, thì sự kết nối sâu sắc hơn. Nên là bố mẹ nếu mà thực sự đang nghĩ tới cái mùa hè này thì bên cạnh cho con một cái hành trình trải nghiệm mới, hãy suy nghĩ về cái lượng thời gian mình có thể đầu tư cho con trong cái chặng này ha. Ở đây là nhịp điệu ngày, có nghĩa là vậy thì các con lên tới tới làng á thì các con sẽ sinh hoạt như thế nào? Thì 7:30 con sẽ rời thành phố, lên xe bus của trường và lên tới trường làng. Đến 8:15 thì con tới nơi. Vậy thì những bố mẹ nào mà ở gần trường, hoặc là chọn cái chuyện nếu mà ở tỉnh xa về mà chọn cái việc là ở các cái farmstay, homestay hay là các cái dịch vụ nhà ở gì đó mà gần trường á và tự đưa đón á, thì cũng sẽ lên trường tầm 8:15. Từ 8:15 đến 9 giờ con sẽ chơi tự do. Việc chơi tự do này là cần thiết để đứa trẻ chơi trọn vẹn. Nên những bạn nào á mà đi theo xe bus mà lên tới trường là sẽ được trọn vẹn cái khung chơi tự do này. Tuy nhiên những cái gia đình mà ở gần trường á, mọi người cứ nghĩ là a à, từ lúc 8:15 đến 9 giờ tụi mấy đứa đứa nhỏ còn chơi mà, nhưng mà cũng chưa có học đâu. Nên là từ từ đưa lên trường cũng được. Thì cái quan điểm đó mình sửa lại một chút, tại vì rất cần đủ thời gian để đứa trẻ nó đầu ngày. Chơi tự do là để nó chọn lọc được là nó muốn chơi khu nào,
Lúc chơi tự do con sẽ bắt đầu chọn lọc bạn, nên là phải đủ thời gian để con quan sát để hiểu bạn A, bạn B, bạn C. Mình muốn tạo nhóm với bạn A hay là bạn B, mình lựa chọn trò chơi gì, mình có đủ thời gian để chơi và thấy không phù hợp ở luật chơi mình đổi luật chơi. Nên là nó rất cần cái khung này đủ để trẻ có cái sự chiêm nghiệm về những cái hoạt động, chiêm nghiệm về chính mình và lựa chọn và quyết định cho mình cái cách chơi, cách tương tác. Nên là cái khung chơi tự do này rất quan trọng. 9 giờ đến 10 giờ 30 thì các con mình được gọi là à, cái môn học chính vào buổi sáng thì con sẽ khám phá vẻ đẹp của những cái môn học ha. À, các con sẽ tham gia toán nghệ thuật, nghệ thuật trong ngôn ngữ hay khoa học là nghệ thuật hay tiếng Anh, các con khám phá những cái bộ môn. Và cách khám phá những bộ môn này thì nó sẽ không phải ai các con hôm nay chúng ta học toán ngồi vào chúng ta hôm nay sẽ làm phép nhân thì không có, mùa hè mình không có chơi cái kiểu giống như là con đang đi học ở trên trường ha. Các con sẽ khám phá thông qua rất là nhiều cách khác nhau, và mỗi cái bài học của nhà trường á thì nó đều dẫn dắt là từ những câu chuyện nè, rồi cái hoạt động trải nghiệm nè, rồi các con được làm với nhau và con khám phá cái vẻ đẹp bên trong cái môn học đó. Nên là như cái trại hè năm ngoái các con à, khám phá vẻ đẹp của môn học toán, nhưng thực chất là các con hả vẽ tranh mandala, trang trí lên áo nè, các con làm mô string art nè, các con đo lường đong đếm và tạo ra rất nhiều những cái sản phẩm nghệ thuật à. Nên là thông qua các hoạt động này con sẽ một số bạn sẽ được đánh thức lại cái niềm yêu thích cái môn học đó và yêu thích những cái kiến thức hay ho bên trong cái môn học đó, chứ không phải là cảm nhận là bị mình bị ghét cái môn đó. Nhiều bạn nói là và đặc biệt các bạn trai nha, bố mẹ nói ôi nó chơi chạy nhảy là nhiều, nó đặc biệt ghét nghệ thuật, mà đến khi mà đi học và con quan sát ôi bạn làm ra những cái bức tranh, bạn làm ra những cái sản phẩm nghệ thuật rất là tinh tế nha. Nên là nó là cái cơ hội để con thực sự khám phá vẻ đẹp đằng sau tất cả những cái hoạt động, những cái môn học. Từ 10 giờ 30 đến 12 giờ là những cái hoạt động liên quan với làm vườn nè, âm nhạc nè, sáo hay là bộ gõ cơ thể. Đó, nó sẽ thiên về cái âm nhạc nhiều, âm nhạc và chuyển động là từ 10 giờ 30 đến 12 giờ. Buổi trưa các con ăn trưa và nghỉ trưa, cái khung là 12 giờ đến 13 giờ 30 là ăn trưa và nghỉ trưa. Những bạn mà lứa tuổi mà còn mầm non á là 5 và 6 tuổi, chưa vào 7 tuổi thì thời gian nghỉ trưa của các bạn sẽ dài hơn một xíu. Những bạn đã tròn 7 tuổi trở lên á và đến hè thì hình là con đã học xong lớp 1 hoặc là con là lớp 2, lớp 3 đó thì thời gian nghỉ trưa của các con nó sẽ không cần nhiều và bắt đầu buổi chiều sớm hơn một xíu. Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ là cái hoạt động làm những cái dự án thực tế. 15 giờ đến 16 giờ là những hoạt động thể chất ngoài trời cùng với chơi tự do. Thì đến 16 giờ 15 là khoảng 4 giờ 15 chiều đó thì các con sẽ lên xe bus và về lại thành phố. Như vậy thì về lại tới thành phố là tầm 5 giờ chiều và bố mẹ đón con về. Một số gia đình thì đưa con đi chơi biển thêm một chút. Một số khác đưa con về nhà. Tắm rửa ăn uống thì tầm tới 6 giờ mấy, gần chưa tới 7 giờ, còn hơn 6 giờ là việc ăn uống tắm rửa nó cũng xong. Và rồi các con chơi một xíu thì tầm cỡ 7 rưỡi là các con đi ngủ hết. Sau một tại vì một ngày học ở trường rừng á, tối về con ngủ rất là sớm. Rồi sáng mai lại dậy sớm và đi học. Và cái nhịp đó nó đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy chủ nhật mình cho các con với những cái hoạt động gia đình tự thiết lập, đưa con đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng vẫn để ý là cái việc ngủ sớm để thứ hai của tuần mới con đi học với đầy cái sức khỏe. Thế là một cái nhịp điệu trong ngày của các bạn. Và trong tuần các con sẽ lần lượt tham gia nhiều những cái môn học khác nhau. Vẽ màu nước là một cái hoạt động rất là quan trọng để phát triển cái sự tập trung, sự thăng hoa và cảm nhận về nghệ thuật, cảm nhận về màu sắc của trẻ và giúp cho trẻ có cái sự an ổn và bình tĩnh cao độ. Nên là cái vẽ màu nước là rất là quan trọng. Các con có thứ ba thì con thể sẽ học, thứ hai là con học vẽ màu nước nhiều ha, thứ ba thì đan nè, dệt nè, may nè, là sự kết nối và sự vận động của tay chân và quan sát của các con rất là tốt. Thứ tư là hoạt động thu hoạch và nấu ăn.
Thứ năm là nặng và tạo hình, các con làm nhiều với sáp và đất sét. Thứ sáu các con làm nhiều với những cái sản phẩm mộc, tre, gỗ tre, đinh, búa, kìm, cưa. Con sẽ làm nhiều với những bộ dụng cụ này và gắn liền với các cái môn string art nè, còn làm mộc. Làm mộc thì các con sẽ làm thú, làm đồ chơi, hoặc là con sẽ dựng nhà. Và các con làm với rất nhiều những cái công cụ, dụng cụ, dao, búa, cưa, kìm, khoan đồ. Thì mình thấy là nó rất là cân bằng trong cả một tuần, với những thứ thêu thùa, may vá, mềm mại, với những thứ việc nấu nướng, thu hoạch, bếp núc, rồi việc nặng tạo hình, hay cả khi những cái việc mà mình tưởng là chỉ có đàn ông mới làm ha, đối với dao, búa, cưa, kéo. Thì các con sẽ trải nghiệm đầy đủ trong tuần. Những cái dự án con làm sẽ có một cái dự án triển lãm nghệ thuật. Nghĩa là cái chương trình của các con thì con làm rất nhiều sản phẩm nghệ thuật, thì con sẽ cùng nhau làm một cái triển lãm. Khi mà các con có thể làm nhiều với tre, với mộc, với gỗ, với lá, thì các con sẽ bắt đầu dựng cái mô hình nhà. Và có thể là mùa hè này mình sẽ chọn là cái chất liệu của các con sẽ là một cái nhà tre. Các con làm hội chợ ẩm thực, trong đó con là người trang trí, set up tất cả mọi thứ và nấu nướng và tạo ra rất nhiều những cái món ăn trong cái buổi tiệc đó. Con làm vườn và con tạo ra một cái vườn ươm cho nhóm của mình, từ cái việc làm đất, bón phân và giữ cho đất tốt như thế nào, rồi các con ươm hạt như thế nào, chăm sóc hạt ra ra sao và gieo hạt như thế nào. Và cái hành trình mà cho một cái trải nghiệm mà từ làm đất đến gieo hạt á, thì để mà các bạn có thể nhìn được từ đầu đến cuối và tự tay tham gia hết từ đầu đến cuối, thì thời gian nên dài một xíu. Tại vì khi ngắn khoảng cỡ 2 tuần thì con chỉ mới tham gia được cái phần làm đất nè. Và con sẽ tham gia trong cái chuyện mình ươm hạt thì song song với cái việc làm đất, mình làm vườn ươm thì song song với việc làm đất. Nhưng cây nó chưa kịp lớn để gieo xuống đất thì là con hết trại. Đó. Nên những bạn mà ở dài hơn thì con sẽ còn thấy cả cái chuyện là cái cây của con nó lớn lên như thế nào. Rồi trong thiên nhiên mà sẽ có băng rừng, vực suối ha. Việc sinh tồn các con ở trong không gian hoàn toàn ở ngoài thiên nhiên, các con sẽ sống vui vẻ và an toàn như thế nào, và con làm gì được để chăm sóc cho bản thân của mình ở trong rừng cũng như ở trong suối ha. Thì các dự án mà các bạn sẽ làm, đây là một số hình ảnh của trại hè ha, một số cái hoạt động của trại hè. Các bạn thấy là mọi người thấy là các bạn có rất nhiều môn học thú vị. Ở trong này có cái hoạt động mà chèo chèo thuyền, chèo súp, thì nó cần rất nhiều là cái sự tương trợ của người lớn, nên là nó sẽ tùy vào cái yếu tố của thời tiết, của tự nhiên, thì hoạt động này mình sẽ là hoạt động với nước, nhưng mình sẽ diễn ra bằng nhiều cách khác nhau. Như năm vừa rồi thì trong những cái điều kiện là mình không có chèo được thì mình chia nhỏ ra, các bọn bạn sẽ trượt thác nè, rồi các bạn sẽ tắm suối nè, các bạn sẽ băng rừng nè. Nhưng mà các cái hoạt động với nước thực sự là cần thiết cho các con. Đó, mọi người hình dung mà tất cả những cái hoạt động vui và nó thực sự mang lại cái tuổi thơ cho những cái đứa trẻ. Bố mẹ mà ở gần ở Nha Trang và cũng đã từng biết nhiều về trường thì bố mẹ cũng đã có nhiều thông tin về cơ sở vật chất của trường. Những bố mẹ ở xa và lần đầu tiên tìm hiểu về cái chương trình trại hè thì chắc có thể là bố mẹ cũng sẽ tò mò rằng là ở trên trường thì cơ sở vật chất như thế nào. Thì đây là những cái hình ảnh chụp lại của cơ sở vật chất ở trên trường ha. Các con có những cái khu riêng, từ khu vệ sinh, khu ở, khu học, những cái trải nghiệm, và nhà trường set up đầy đủ và an toàn để các con không chỉ có một cái nơi hoạt động an toàn mà cái nơi đó nó rất là đẹp và tinh tế. Và cho đến thời điểm này, bất cứ bố mẹ nào đã có một cái cơ hội nào đó để đến thăm trường á, thì đều có một cái cảm giác rất là thoải mái, bình yên và tuyệt vời trước những cái cơ sở vật chất
của trường cho trẻ. Và hầu như những đứa trẻ mà lên tới trường thì con đều nói rằng là quá, trường của con đẹp quá. Thì cái đẹp ở đây nó sẽ không dựa trên là những cái xây bề thế kiên cố của bê tông, mà nó sẽ hướng về cái sự mềm mại, nhẹ nhàng cùng với những cái trang trí gần gũi, để cho trẻ cảm thấy ấm áp nhất, thoải mái nhất, dễ dàng kết nối với thiên nhiên và dễ dàng kết nối với con người xung quanh. Thì đây là cái cơ sở vật chất của trường. Nên cái lớp học này của con nó cũng sẽ khác nhiều bạn mà học trong môi trường trường công hoặc là trường tư, mà theo kiểu là trường kiểu như là 3 tầng, 2 tầng, con ở trong một cái phòng kín. Thì khi mà con lên đây con thấy rất là bỡ ngỡ. Và đặc biệt nha, có nhiều bạn khi mà lên tới trường á, ngày đầu tiên lên tới trường bạn hỏi liền cô trong đây có phòng máy lạnh không? Hỏi, cô nói là trường cô, trường mình không có cái phòng nào máy lạnh cả. Ủa gì vậy sao học? Trời ơi, chắc con về con nói với mẹ con á, không học được đâu, không có máy lạnh sao học. Khi xong rồi cô cũng cười cười thôi. Vậy thì hôm nay con cứ tham gia với mọi người. Qua ngày hôm sau, vẫn đi học bình thường. Cái tầm cỡ 3-4 ngày, gần gần đến cuối tuần, khi mà mẹ gọi điện lên, có một lúc mà mẹ gọi điện lên, mẹ hỏi thăm xem thử là ở trên trường là bạn như thế nào. Và lúc đó cô Vân trò chuyện với mẹ, thì bạn có đi ngang qua bạn và bạn loáng là bạn nghe là à, đó là cái mẹ của mình. Thì bạn sẽ chêm, bạn chêm và bạn nói là mẹ ơi ở đây mát lắm mẹ ơi, mát mát hơn cả máy lạnh luôn. Thì cái điều là con đã bắt đầu quen dần với cái gió từ nhẹ nhàng đến mạnh hơn. Cái gió hiu hiu cũng làm cho con rất là thoải mái, và con không còn cảm thấy là bứt rứt khi ở ngoài trời và không có sợ nóng. Và bắt đầu cảm thấy cơ thể dễ chịu. Vì vậy con nói là ở đây nó mát hơn cả máy lạnh, nhưng mà thực sự là nhiệt độ nó thay đổi ở trong ngày, nó không có lạnh kiểu như máy lạnh đâu. Nó cũng có khi nhiệt độ nó nóng, nhưng một cái cơn gió hiu hiu đi qua và cây và bóng mát ở trường rất là nhiều, nên là các bạn thấy rất là thoải mái. Thực phẩm ở trường thì chắc con sẽ ăn sạch. Cái việc nhà trường rất là quan trọng tới cái chuyện là những cái đứa trẻ này phải được ăn thật sự sạch, không cần ăn những thứ xa hoa, ăn những thứ rất là đơn giản và hữu ích cho cơ thể. Trường không nấu những cái bữa ăn mà quá là cầu kỳ, nó rất là đơn giản. Con có canh rau, con có đồ xào, con có món kho, ha, con có rau luộc, mọi thứ nó nhẹ nhàng nhưng nó đầy đủ dinh dưỡng và nó sạch cho đứa trẻ của mình. Nhà trường thì không dùng những cái gì nó liên quan tới công nghiệp và những cái phụ gia nó có hóa chất. Nêm nếm rất là nhẹ, muối biển tự nhiên, đường tự nhiên, nước mắm làm thủ công và nêm rất là ít để con có thể cảm nhận được cái vị của rau củ của thịt khác nhau. Mình không có nêm nếm mặn và không có những cái phụ gia. Nên là nhiều bạn thời gian đầu nếu như mà gia đình đó mà hay ăn đồ mặn nè, đồ chiên hoặc đồ rim quá là nhiều gia vị, thì ban đầu khi con lên trường có ăn ít gia vị hơn á, thì con có thể thấy sao nó lạc vậy, nhưng mà sau một tuần bắt đầu con cảm nhận là đồ ăn này nó rất là ngon. Và trẻ học ở trường thì 100% trẻ khi đi về nói với bố mẹ là đồ ăn ở trường rất là ngon đó. Nên là cái ngon thực sự là khi con bắt đầu cảm nhận và con cảm nhận phong phú, con bắt đầu có tình yêu thương với những cái rau củ quả, thì cái việc ăn của con nó sẽ thoải mái và dễ chịu. Nên là ăn ở trường là không có gia vị công nghiệp, đồ ăn tươi và đồ ăn mới trong ngày, không để qua tủ đông, không để trữ. Nên là mỗi ngày là thực phẩm hoàn toàn tươi và có ăn các con sẽ sử dụng hết trong ngày. Trường cũng có cái mảng canh tác riêng của trường. Về giáo viên ở trong trường thì cái điều may mắn cho một cái tổ chức giáo dục khi làm trại hè đó là một cái nguồn nhân sự rất là dồi dào. Các cô giáo, những thầy cô có nhiều năm kinh nghiệm trong sự hiểu biết về trẻ, trong việc vận hành. Nên là về về khoản mà những người giáo viên đồng hành cho một trại hè không chỉ là làm những cái hoạt động sâu sắc và mà có cái sự hiểu biết về tâm lý lý trẻ. Chứ không phải đây là một hoạt động mình đi chơi và có người theo để chơi với trẻ, để giữ trẻ, mà thực sự là những người dẫn dắt.
và giúp cho các con có được những cái sự an ổn khi mà lên một cái môi trường mới, gặp những người thầy cô bạn tin tưởng và bạn cảm nhận được cái tình yêu thương. Vân cũng chia sẻ với bố mẹ về cái thông tin về cái chương trình của mình ha. Mỗi tuần thì chỉ nhận là tối đa là 40 trại sinh, cứ hiện diện là 40 trại sinh. Thì đây là con số maximum và trường không mong đợi là nhận full đến như vậy ha. Nhận full đến như vậy khi nào? Khi mà sau khi cô Vân tiếp xúc và các bố mẹ đăng ký, Vân trò chuyện với các gia đình và hiểu rằng là các bạn này đang là những bạn có cái nhịp rất là êm, rất là thoải mái, bạn rất là cởi mở và dễ dàng kết nối. Thì cái số lượng có thể tăng lên một chút. Nhưng khi mà cô Vân cảm nhận rằng là có một số bạn ở một số bạn hoặc là cái nhóm đang hiện tại, nếu mà tăng lên nữa, tăng thêm số người nữa, nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc hoạt động với nhau, thì có thể cô Vân sẽ ngưng nhận khi chưa đủ 40 bạn, có thể là 30 bạn. Cô Vân nói là bây giờ không có nhận thêm được nữa để bảo đảm cho hoạt động của bạn hiện tại. Vì có một số bạn 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 cần cái sự chăm sóc nó kỹ lưỡng hơn. Một số bạn bạn đó bạn rất là năng động, hay là bạn thường không theo được cái những cái giới hạn của hoạt động khi mà bạn sinh hoạt bên ngoài, thì cần thầy cô sẽ hỗ trợ kỹ hơn á. Nên là mình rất là suy xét về cái việc là mình có bảo đảm được cái mức độ an toàn và sự chăm sóc cũng như là hướng dẫn các con hay không, thì để cái số lượng mình có thể ngưng ít hơn là 40 trại sinh ha. Như vậy thì nhiều nhất là sẽ là 40 bạn. Trong 40 bạn này thì bạn sẽ chia ra những cái nhóm lứa tuổi cách nhau 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi, thì các bạn sẽ vào trong một nhóm. Có những bạn có thể lệch 2 tuổi trong nhóm, nhưng bạn này bạn ấy có một cái tinh thần rất là gần với cái nhóm đó thì bạn cũng sẽ vào cái nhóm đó. Học phí của trại của mình thì bao gồm là học phí nè, học cụ nè, các bữa ăn ở trường mình. Khi con ở trên trường thì có ăn phụ, ăn sáng ở nhà, các con sẽ phụ ăn phụ sáng ở trường, ăn trưa ở trường, ăn phụ chiều ở trường, thì đó là các bữa ăn ở trường. Rồi con sẽ di chuyển từ Nha Trang lên làng, thì cái đây là học phí bao gồm tất cả những cái chi phí trong cả một cái trại ha. Thì mình sẽ có các cái gói trại là 2 tuần, 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần, 10 tuần, thì ở đây mình có những cái chi phí khác nhau. Thì bố mẹ nhìn vào những cái chi phí này để mình biết được là cái mức mà mình sẽ lựa chọn số lượng, cái là độ dài ha của cái trại của mình là 2 hay 4 hay 6 hay 8 hay 10 tuần, và cái chi phí mình sẽ dành cho con, đầu tư cho con trong giai đoạn này là bao nhiêu, thì bố mẹ có thể nhìn thấy. Và cái đợt khai giảng đầu tiên của mình là ngày 5 tháng 6, cứ 2 tuần thì mình có một cái đợt khai giảng, nghĩa là 2 tuần thì mình sẽ có những trẻ mới vào. Và cô Vân khuyến khích là gia đình hãy nỗ lực trong cái chuyện sắp xếp thời gian dài. 2 tuần là khi nào rất thời gian á, mình mới 2 tuần. Hãy hãy cố gắng ít nhất là 4 tuần. Cố gắng ít nhất là 4 tuần. Mà nếu như lên 6, 8, 10 tuần thì nó rất là tốt cho đứa trẻ. 2 tuần thì nó thực ra là cũng vui, nhưng để thực sự mà con có nhiều cái trải nghiệm, nó thấm đẫm ở phía bên trong, nhiều cái kết nối thân thiết, thì nó còn sẽ hơi thiếu một chút. 4 tuần đẹp hơn. Nên là bố mẹ lưu ý về cái khung thời gian. Và đây là cái chi phí nên bố mẹ có thể hình dung được là mình sẽ đầu tư cho con như thế nào. Và một điều Vân cũng muốn lưu ý với bố mẹ là trại hè của mình là trường rừng ha. Nên là đây có thể là một cái khoảng, cái gọi là một cái môi trường mà nhiều bạn lần đầu tiên tiếp xúc và ở lâu. Còn trước những thỉnh thoảng bố mẹ dắt đi cái farm này, cái đi cái resort kia này nọ, thì cái thời gian đi vài ngày thôi, không ở lâu như bây giờ, không được tiếp xúc lâu như bây giờ. Và con đi cùng với gia đình thì nó khác, bây giờ là không đi cùng với gia đình, nên nhiều bạn còn khá là bỡ ngỡ khi bước vào một cái môi trường nó rộng lớn và nó có nhiều hoạt động, trong nhiều hoạt động mà bạn chưa từng làm bao giờ nữa. Vì vậy là Vân rất cần cái sự nhìn nhận lại một lần nữa từ gia đình là con mình nó có thực sự sẵn sàng và phù hợp bước vào cái chương trình như thế này hay chưa. Chúng ta không ép đứa trẻ. Nếu như những đứa trẻ nào hiện tại con không thích đi ra ngoài vườn, con khó chịu khi mà đi ra ngoài cái thiên nhiên, và bố mẹ nghĩ rằng bây giờ cứ len lén đăng ký đi rồi ép nó tới ngày đó, ép nó vô, thì có thể cái điều đó không tốt cho con và nó còn ảnh hưởng ngược lại với những bạn đang sẵn sàng đi học. Nên nếu như bố mẹ con mình cũng mong muốn con ra với thiên nhiên, nhưng
mình rất là e ngại về cái sự tiếp nhận của đứa trẻ này, thì hãy chủ động liên hệ với Vân để chúng ta cùng nhau tìm hiểu kỹ thêm một lần nữa, chúng ta có cơ hội được tìm hiểu về đứa trẻ thêm một lần nữa, cho Vân gặp cái đứa trẻ đó, cho Vân tiếp xúc thêm một chút với đứa trẻ đó để xem thử mình có cái cách chuẩn bị cho con cởi mở dần dần hay không. Nếu như mình không làm được cái sự chuẩn bị tốt cho đứa trẻ thì chúng ta không có ép đứa trẻ, và đứa trẻ có thể năm sau nữa con tham gia trại hè không sao cả. Đừng ép nó quá trong giai đoạn này. Đó là cái điều lưu ý thứ nhất. Cái điều lưu ý thứ hai đó là vì cái trại này là nó mới với các con, một bạn ở trường A tới gặp một bạn ở trường B. Nhưng ở trong này cũng có những bạn đăng ký theo nhóm nha, và như năm ngoái á, Vân thấy cũng khá là nhiều những cái nhóm hai ba bạn đăng ký chung. Đó là những bạn bạn với nhau ở trên lớp sẵn nè, hoặc là anh chị em họ thì đăng ký theo nhóm, thì lên các bạn cũng có một nhóm chơi nhỏ. Nhưng Vân quan sát từ từ các bạn tách cái nhóm chơi đó và hòa những cái nhóm chơi mới, vì bạn muốn khám phá nhiều điều mới hơn. Nên cái hành trình là gì? Nhóm nè, mình ban đầu mình nghĩ là mình thân với bạn A này, sau mình chơi mấy bữa mình cảm thấy rời rời ra, mình kết nối với bạn B nè, rồi mình vào một cái nhóm này nè, rồi mình qua cái nhóm kia nè, thì cái việc con trải nghiệm khám phá những cái nhóm người khác nhau, những nhóm bạn khác nhau và con tiến tới vào trong cái nhóm đó, nó là một cái trải nghiệm dành cho các con. Nên nếu như một bạn mà có cái sự sẵn sàng kết nối thì các bạn đi một mình lên với cái trại hè cũng hoàn toàn rất tốt. Nhiều bố mẹ kêu trời nó đi trại hè, mình thì không biết là nó có sợ hay không, nên nếu mà bạn nó đi thì nó mới đi, còn nếu mà bạn nó không đi thì nó không đi. Thì năm ngoái nhiều bố mẹ cũng có những cái lo lắng như vậy, nhưng mà rõ ràng khi các bạn lên tới, các bạn không có chơi với cái bạn bạn mà cùng đi, mà bạn lại rất là khám phá và kết nối với những bạn mới đó. Nên cái việc mà mình đi một mình hay mình đi chung với hai ba người bạn, hay mình đi chung với một nhóm anh chị em của mình, thì phải thực sự là cái nhu cầu riêng của từng người muốn đến cái trại hè này. Chứ đừng vì người A đi xong kéo thêm người B, và người B chỉ đi bởi vì sự có mặt của người A. Nha. Thì cái điều này, nếu mà chỉ cần chơi với nhau thôi, ở nhà chơi chứ cùng nhau đi lên trại hè chi. Nên là bố mẹ phải coi được là cái mục tiêu nào là quan trọng để mình quyết định cho đứa trẻ trong trại hè này. Và đừng đừng nếu như một cái đứa trẻ mà nó quá là phụ thuộc vào bố mẹ hay là với một người bạn nào đó, thì chúng ta cũng cần thời gian để làm quen với bạn ha, và chuẩn bị cho bạn để bạn không bạn thoải mái hơn khi bạn đến cái trại hè. Thì cũng có bạn là gì, chỉ có chơi với bạn kia thôi, không có bạn kia là bạn không muốn đi học và bạn bị quen cái chuyện đó, thì hôm nào bạn kia mà bị vắng là bạn này bạn không chơi luôn. Thì như vậy thực sự là cái trại hè này không thực sự hữu ích cho bạn. Bạn chỉ muốn chơi với bạn kia thôi nha. Mình muốn mẹ mình coi những yếu tố xung quanh để cái việc quyết định đến cái trại hè là phải quyết định nó rất là rõ ràng và độc lập trong cái sự phát triển của đứa trẻ. Một cái điều tiếp theo Vân cũng muốn nhắn nhủ đó là nếu như gia đình của mình, trẻ của mình là một đứa trẻ nó có nhu cầu chăm sóc đặc biệt, ví dụ bạn ấy thường không quen với kỷ luật nên bạn sẽ chạy chơi bất cứ lúc nào bạn muốn, và bố mẹ mong muốn rằng đến với trại hè thì các thầy cô sẽ hỗ trợ cho bạn đó có một cái khuôn khổ tốt hơn, bạn ấy vào hoạt động tốt hơn, nhưng bố mẹ im không nói, không báo gì cả, con tôi ổn bình thường, cho đến khi trường đón bạn ấy lên trường và chỉ cần quan sát khoảng 1 tiếng đồng hồ, thầy cô nói bạn này cần phải chăm sóc đặc biệt, và lúc đó phải điều phối cái nguồn lực để hỗ trợ cho bạn đó, và đôi khi nó rất là chật vật và bị động. Khi nhà trường phải thấy à vậy bây giờ mình phải điều phối để phải có một cái giáo viên phải luôn nhìn thấy riêng bạn đó và giữ riêng bạn đó, nếu không nó sẽ không ổn cho bạn, thì nó sẽ rất là ảnh hưởng tới công tác tổ chức, và trường chưa đủ nguồn lực để có thể vận hành cái trại hè đối với trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt. Nên trong cái đợt trại hè này, nếu như con của mình có nhu cầu chăm sóc đặc biệt, xin bố mẹ vui lòng liên hệ riêng với cô Vân, mình trò chuyện, mình trao đổi để xem thử mình có cái giải pháp gì cho đứa trẻ của mình hay không ha. Còn nếu như mà đưa và im và đưa vào trong trại thì rất khó cho nhà trường, và đôi khi nhà trường phải thông báo với gia đình rằng là mình không nhận được đứa trẻ này ha.
Và nếu như gia đình đã ở khăn gói chuẩn bị chuyển từ Sài Gòn hay Hà Nội để vào Nha Trang rồi, để chuẩn bị đi trại hè, rồi sau đó đưa con lên trường ngày ngày hôm sau, nhà trường báo rằng nhà trường không thể nhận cái đứa trẻ này được, thì không có chăm sóc, không có an toàn cho bạn. Bạn thường xuyên gây gổ đánh nhau với những bạn xung quanh và bạn khó tiết chế được tay chân. Và để bảo đảm an toàn cho tất cả những cái bạn học chung, thì nhà trường ngoài những biện pháp phân tách quản lý các kiểu, nhưng cũng sẽ khi cần thiết vẫn phải thông báo với gia đình rằng là cần nhận lại bạn, chứ không làm cái khem chung giữa bạn với các bạn khác. Thì đó, đó là cái giới hạn trong nguồn lực chăm sóc của nhà trường. Nên bố mẹ vui lòng cho nhà trường biết những cái điều đặc biệt này để xem thử mình phải cùng nhau chắc chắn rằng mình giúp được cho cái bạn này ha, chứ không phải là thả được vào trong trại hè là ổn với con, tại vì nó không ổn xíu nào. Nên bố mẹ lưu ý ha, trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt. Ok, thì đó là một vài cái thông tin cô Vân chia sẻ trong ngày hôm nay về cái chương trình trại hè của mình. Bố mẹ đăng ký thì có thể vui lòng inbox vào trong nhóm nè, hoặc là inbox cho cô Vân ha. Vân cũng xuất hiện ở trong cái nhóm của mình, hay là inbox cho trường là thông tin cá nhân của mình, thông tin của con, và mình muốn đăng ký cho con mấy tuần, từ giai đoạn nào đến giai đoạn nào, thì nhà trường sẽ dựa vào cái thông tin đó để bộ phận tư vấn tiếp tục hướng dẫn đăng ký và những cái chuẩn bị cần thiết cho mình trước khi mình tham gia chương trình hè. Và cái số lượng của mình thì nhà trường không mong muốn là nhận nhiều ha, chỉ muốn nhận bạn mà nó dài, không muốn nhận không có ưu tiên trong cái chuyện mà nhận số lượng nhiều và ngắn hạn, vì nó không tốt lẫn nhau cho các bạn. Trường hợp gia đình mình rất hạn chế về thời gian thì một số lượng ít thôi ha. Còn lại khuyến khích là một cái số lượng tuần nó dài hơn. Đó là thông tin về những cái hoạt động trong cái trại của mình. Bố mẹ nếu có những cái thắc mắc thì bố mẹ có thể đặt câu hỏi, bố mẹ nhắn vào trong cái group chat thì mình sẽ trả lời luôn trong buổi ngày hôm nay. Nếu như bố mẹ có những cái câu hỏi sau khi xem video này, bố mẹ mới sinh ra những câu hỏi, thì bố mẹ nhắn vào trong cái group Zalo thì cô Vân sẽ dựa theo những cái thắc mắc của bố mẹ để có thể trả lời cho các gia đình mình. Thì Vân sẽ list ra một vài cái câu hỏi mà bố mẹ cũng thường hay hỏi ha. Đó là cái chuyện ăn của con. Khi mà con đi 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 học thì có bố mẹ thì thường hỏi là con mình nó không ăn, nó không có ăn, nó không thích ăn cá, nó chỉ có ăn thịt thôi, nó không ăn cá. Như vậy thì ở trên trường có nấu nhiều những cái món thịt cho các bạn hay không, tại vì con mình nó không thích ăn cá á. Thì nếu mà là cái câu hỏi như vậy, tương tự với cái chuyện là con muốn ăn món này mà con không có ăn cái món kia, bố mẹ hỏi, thì cô Vân sẽ trả lời như thế này là trường hợp á, là trẻ bị dị ứng với cái món đó và nó có tiền sử về cái chuyện dị ứng của cái chuyện của cái món đó, bố mẹ phải báo nhà trường liền, chúng ta không muốn cho trẻ ăn cái món mà trẻ đang bị dị ứng với nó. Thì đó là cái việc mà chúng ta cần phải lưu ý. Còn lại, nếu không là dị ứng mà ăn theo thói quen, ở nhà là mẹ rang thịt cho con ăn riết rồi nó quen luôn mà không có nấu cá, hoặc là nấu cá ăn mà mẹ cái gọi là cái gu của nấu cá của mẹ nó không ngon mà cái gu nấu thịt ha, nên là con ăn riết thịt con quen. Nên là con không có thường xuyên ăn cá nên con không quen, thì cái trường hợp như vậy nhà trường sẽ không điều chỉnh cái menu trong cái phần ăn của con, mà sẽ khuyến khích và cô giáo đồng hành với con sẽ khuyến khích con thử những cái món mới. Bởi vì cái việc có thể ăn nhiều món và thoải mái với những món ăn mới, nó là cái cách nuôi dưỡng ý chí rất là tốt. Những cái đứa trẻ không sẵn sàng khám phá món ăn mới thì nó cũng khó lòng sẵn sàng khám phá nhiều hoạt động mới. Nó bị cái giới hạn về mặt ý chí, chứ không phải là bị giới hạn về mặt ăn uống. Nên là tập cho con được khám phá nhiều cái món ăn khác nhau. Đó, nếu là gọi là về ăn uống. Và món có dị ứng với lại món không thích là hai vấn đề khác nhau ha. Rồi, nhiều bố mẹ nói là con của mình sinh ra thì bạn ấy ăn thực vật nhiều từ nhỏ, ăn thực vật nhiều từ nhỏ, bạn ấy ít ăn thịt cá, thì nhà trường có một cái sự hỗ trợ gì để mà cái phần ăn của các bạn nó dinh dưỡng hơn hay không? Thì đối với một số bạn như vậy, nhà trường sẽ
tiết giảm cái phần thịt cá trong phần. Nhưng ở đây Vân nói là ăn thực vật chứ không nói là ăn chay. Nhiều gia đình lựa chọn là ăn chay trường cho đứa trẻ, và cả dụng cụ hay vật dụng con nó không được đụng tới thịt hay những cái đó, thì phải nấu một phần chay riêng hoàn toàn. Thì trừ trường hợp trong cái trại của mình cũng có vài bạn, cũng có nhiều bạn thì đủ để bếp có thể nấu một món riêng, thì trường hợp đó mình không hứa bây giờ, mình sẽ coi cái nhu cầu. Nhưng mà vì có một bạn thôi thì mình rất khó bếp có thể nấu riêng một cái phần chay được. Nhưng bếp có thể làm là tăng rau củ trong cái phần phần ăn. Ví dụ trong cái món xào thì mình sẽ tăng rau củ, nấm, đậu, mình bớt cái thịt ở trong đó ra. Có nghĩa là tăng thực vật thôi, chứ nó khác với cái chuyện là không được đụng vô thịt. Tại vì trong cái món xào đó mình đã bỏ thịt vào rồi, nhưng mà giờ gấp gấp cho con thì mình không gấp thịt thôi ha. Thì tăng rau củ, trường cũng có các cái loại hạt dinh dưỡng. Vì vậy đối với những cái bạn mà ăn mà nó ít độ đạm á, và độ béo trong thịt cá, thì nhà trường sẽ bổ sung lại các loại hạt đạm và béo thêm một chút trong cái phần ăn của các con. Tuy nhiên là làm đó chỉ là một bữa ăn trưa trong ngày, nên nếu mà trường hợp những cái bạn nào mà có cái chế độ ăn khác biệt như vậy thì bố mẹ để ý để bổ sung cho con vào cái bữa ăn tối để nó cân bằng trong ngày cho con. Đó đó là những cái bạn mà ăn nhiều thực vật. Ok. Rồi thì đó là cái chuyện ăn uống. Có bố mẹ nói cũng cũng thêm cái chuyện ăn uống nữa, bố mẹ hỏi là có nhà nó kén ăn lắm, lên trường các cô tập ăn với các con được hay không? Thì Vân xin trao đổi là nó đi có mấy tuần à, nó rất khó để có thể từ một cái bạn kén ăn sang một cái bạn mà ăn nhiều ha. Bố mẹ để ý nó vài tuần nó không đủ, hôm nay nó vui hơn, nó ăn nhiều hơn, hôm sau nó ít vui hơn, nó không có muốn ăn. Trẻ ở trường làng vui đi học suốt năm thì trường nhận thấy là việc ăn của các con rõ ràng là tốt hơn, nhưng nó phải cần đủ thời gian, nên là 2 tuần đến 4 tuần kêu tập ăn là khó lắm. Nó rất khó, nên cần những bạn có thể ăn trong một tập thể nha, với cái tốc độ cũng vừa phải, đừng quá là kén mà cũng đừng quá là con ăn chậm mà con phải vừa ăn vừa coi tivi hoặc vừa ăn đi lòng vòng chơi, con không ngồi trong bàn ăn con ăn được, thì rất khó để đi tham gia trại hè. Và các cô không thể nào dành cái nguồn lực riêng á để chăm sóc cái chuyện ăn riêng của các bạn. Và trong cái trường hợp này nó sẽ ảnh hưởng tới cái là cái lượng ăn của con. Thì nếu như bố mẹ thấy con đi trại hè và con bảo rằng buổi trưa này con ăn có một xíu, con bị đói, và nếu bố mẹ than phiền về chuyện này thì cô Vân cũng chia sẻ trước là trường không bảo đảm được chuyện này nếu phải tập ăn cho một đứa trẻ và với trại hè, nên bố mẹ lưu ý ha. Con đi tham gia trại hè là đứa trẻ sẵn sàng hòa nhập, và ít nhất là cái chuyện ăn vệ sinh cơ thể là và chuyện ăn uống thì phải có cái sự độc lập. Thì cũng là xoay quanh cái chuyện ăn. Rồi nhiều bố mẹ hỏi là vậy nhà trường mang thêm đồ ăn, phải gia đình bổ sung thêm những cái đồ ăn mà trẻ thích để đưa lên trên trường ăn cùng được hay không ha. Thì trong cái phần trại hè này á, cô Vân cũng khuyến khích bố mẹ là nếu như muốn bổ sung cái gì hãy bổ sung trước khi đến trường vào bữa ăn sáng, và bổ sung vào bữa ăn tối, để buổi trưa các bữa phụ con học cách hòa nhập với các bạn và được ăn những món mới. Nhiều bố mẹ đưa một cái phần riêng theo cho con, và thế là trong cái hoạt động ăn á, con chỉ thích ăn cái phần mình đưa theo và không muốn ăn cái phần nhà trường đưa ra. Thì nó sẽ rất khó một khi mà con lựa chọn con không ăn cái này con ăn cái kia, thì các bạn khác sẽ bắt chước đó. Trường hợp bạn có một cái chế độ ăn riêng và nhà trường không thể nào đáp ứng cái chế độ ăn đó, thì bố mẹ sẽ cho con mang full set đồ ăn và con chỉ ăn đúng cái phần đồ ăn của con, và trong một cái bữa ăn cùng với các bạn dọn ra mỗi bạn đều có một phần ăn, thì những cái bạn khác thì ăn cái phần ăn của trường, thì bạn sẽ mang cái phần ăn của nhà ra và trọn vẹn cái phần ăn. Bố mẹ hình dung ý Vân ha, chứ không có đem thêm một chút rồi để lựa bỏ ra, lấy cái đồ ăn của trường bỏ ra bớt, ăn một chút đồ ăn của trường, ăn một chút đồ ăn của nhà, thì mình không làm như vậy. Một là ăn đồ ăn của trường, hai hãy gói một phần ăn trọn vẹn để đủ no cho con với bữa ăn phần ăn từ nhà mang lên. Đó là về cái chuyện ăn. Ăn uống cũng rất là quan trọng, bởi vì trẻ của mình vẫn là trẻ tiểu học nên tuổi ăn tuổi lớn mà, nên nó cần phải được lưu ý về bữa ăn. Đấy là xung quanh chuyện ăn ha. Rồi
Một cái lưu ý về cái chuyện giờ giấc xe bus, xe mình sẽ xuất phát đúng giờ. Trường hợp mình trễ thì mình cần tự đưa trẻ tới trường. Đó. Nên là bố mẹ cố gắng để ý cái khung thời gian, đừng đi trễ. Và năm ngoái có một cái trải nghiệm mà Vân cũng rất là đau lòng. Đó là bố đó đã rất là nỗ lực để đưa đứa con đi học đúng giờ. Nhưng buổi sáng con hôm đó nó ổng ương gì đó một chút xíu. Nó ngủ dậy hơi trễ, rồi ăn ăn sáng nó cũng cũng được ngon miệng, rồi lấn cấn cái chuyện cảm xúc trong gia đình. Và khi mà đưa lên trên trên xe bus đó, con không sẵn sàng lên xe bus. Và xe bus thì cần sẽ phải xuất phát. Xe bus không có đứng ở lại quá lâu cùng với các bạn khác, chỉ để chờ một bạn. Nên là trường hợp bạn không thể lên xe bus thì bố mẹ cần sẽ trò chuyện thêm với bạn cho bạn thoải mái, sau đó tự đưa bạn tới trường. Thì trong cái khoảnh khắc bạn không có muốn đi học, mà bạn muốn đi học vì bạn mệt mỏi, rồi những ngày trước là bạn đi học bình thường, hôm đó bạn thấy mệt mệt mệt, xe đợi một xíu và xe thông báo là xe không đợi được nữa và xe cần phải xuất phát để đưa những bạn khác lên trường đúng giờ. Thì sau khi xe của mình rời đi thì bố đã rất là bực tức cái bạn, cái đứa con của mình, vì sao không lên xe, để bây giờ xe đi thì giờ ở lại thì bây giờ sao bố đưa đến trường á. Thì bố đặt đồ và quăng vali khắp nơi, đó, và phải bảo vệ đi ra, và phải phải có cái sự xử lý á. Thì như vậy là nó không có tốt cho đứa trẻ, trong cái cảm xúc của đứa trẻ cũng như cái hành trình đồng hành của con cùng với con và bố mẹ, mà bị nhiều cái ức chế thì bố mẹ cũng thấy không có thoải mái. Nên trong tất cả những cái trường hợp này chúng ta cần chuẩn bị thật là kỹ cái tâm lý cho đứa con khi đi học cũng như tâm lý đồng hành của chính bố mẹ. Còn cái chuyện xe bus, chúng ta hãy phối hợp với nhau rằng cần phải đúng giờ đi đưa con lên xe bus đúng giờ và đi đón con sau khi xe bus về đúng giờ. Thầy cô đưa con đi về, nhưng sau một ngày làm việc mọi người cũng đã rất là mệt, nên nếu mà con đi đón mọi người đón hết con ở lại xe bus và trễ 10 phút thì ít, có đợt thì các bạn trễ tới 30 phút, và thế là từ chú tài xế đến giáo viên ngồi lại cùng với con 30 phút vào buổi chiều để chờ bố mẹ tới đón, và nó ảnh hưởng đến nhịp sống riêng của mỗi người. Nên là chúng ta để ý về sự đúng giờ của xe bus. Nếu như chúng ta lệch giờ thì tự đưa con tới trường, cố gắng nhiều nhất tự đưa con tới trường, đừng để con trễ học, đừng để con bỏ học ha. Chỉ vì một cái chút xíu lấn cấn và cái chuyện giờ giấc mà chúng ta để cho con bỏ học cái ngày đó. Đó là cái chuyện đi xe bus. Tiếp theo là trường chỉ đón những trẻ tự bước lên xe bus ha. Trường không một tay túm trẻ, một tay bưng trẻ rồi thảy vô xe bus và bố mẹ kêu thầy cô giật nó ra đi đó. Bố mẹ đưa đứa trẻ lên trên xe rồi mong muốn rằng là thầy cô phải làm sao đó ôm đứa trẻ rồi giật đứa trẻ rồi vô trong xe rồi đóng cửa xe lại chạy đi hồi đó hết. Trường không làm chuyện đó. Trường không có bắt ép và không có lôi kéo đứa trẻ tham gia hoạt động, và đầu tiên là hoạt động xe bus, nên thầy cô sẽ rất là vui vẻ chào con đầu ngày, xin mời con lên xe. Nhưng cái việc thầy cô có thể đưa tay xuống đỡ con để bước lên cái thềm xe, nhưng thầy cô không kéo con lên xe, không có giật con lên xe. Khi con chưa tự bước lên, chưa sẵn sàng lên xe, thầy cô sẽ nói là bố mẹ hãy trò chuyện thêm với con và xe đợi thêm 2 phút 3 phút nữa. Nếu như trong cái thời gian có hạn đó mà đứa trẻ không sẵn sàng lên xe thì xe cần phải xuất phát và đưa những bạn đã sẵn sàng đi học, và bố mẹ cần dành thêm một chút thời gian để trò chuyện với con và tự đưa con lên. Bố mẹ lưu ý ha, mình không có giật đứa trẻ, không có túm đứa trẻ, và thầy cô không nhận đứa trẻ khi đứa trẻ không sẵn sàng bước lên xe. Rồi thì tiếp theo đó là cái vấn đề của xe bus. Khi đi xe bus thì mỗi đứa trẻ là một chiếc ghế riêng ở trên xe và được thắt dây an toàn ha. Nên là bố mẹ trước khi cho con đi trại hè ha, cũng sẽ, nếu như mình đi đi taxi, ở nhà mình có xe hơi, thì mình nên tập cho con một chút xíu về cái chuyện thắt dây an toàn, để khi mà lên xe bus con có cái sự sẵn sàng và phối hợp với thầy cô về chuyện thắt dây an toàn. Nhiều bạn đó, đi lên bắt đầu lén 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 bỏ dây an toàn ra, con thấy thoải mái được bỏ hai cái chân lên trên 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 ghế,
và thầy cô không cho phép làm chuyện đó. Con bỏ chân xuống thoải mái, con có thấy nóng không thì thầy cô sẽ chỉnh lại máy lạnh, con có thấy thoải mái vừa vặn hay không, trong cái dây an toàn nó có chật quá hay không thì thầy cô mở cho nó rộng ra hơn một xíu, nhưng nhất định là cần có một cái cách ngồi đủ an toàn cho bản thân khi mà đi lên xe. Nên là cái chuyện ở trong xe là thắt dây an toàn, ngồi ngay hàng thẳng lối, thì đó là cái yêu cầu cần thiết khi con lên xe bus. Đó, thì đó tiếp tục là những cái câu chuyện lên xe bus. Đi lên trên xe vẫn có những bạn là gì, lên thầy ơi con đau tè con chịu hết nổi đó, con chịu hết nổi rồi, thì nó vô cùng là tiến thoái lưỡng nan ha. Cái chuyện xe dừng bất thình lình trong phố rồi nó dừng lại cũng đâu có tìm được cái nhà vệ sinh, rồi đi lên trên đường đi thì cũng ít nhất phải tìm được cây xăng mới có nhà vệ sinh, còn có những đoạn là không có cây xăng thì cuối cùng phải tìm một cái bãi đất nó an toàn dừng xe lại và người giáo viên dắt cái đứa trẻ đó đi đi vệ sinh. Thì cái khâu vệ sinh đó nó cũng gây cản trở cho cái việc cái hành trình đi học nó êm. Vì vậy trước khi lên xe bảo đảm rằng là cái bữa ăn sáng á, đừng có uống nguyên cả một cái bình ví dụ như là sữa hay là bình nước quá là nhiều rồi nó lên nó đầy bụng ha, mình ăn là có, nhưng mà trước khi đi lên xe là cần phải đi vệ sinh trước. Và nếu mà gia đình nào trẻ cái nhịp đi vệ sinh của con nó cứ 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 1 tiếng đồng hồ nó phải đi, 1 tiếng đồng hồ phải đi, thì trước khi lên xe, trước khi cho lên xe bus phải dắt đi vệ sinh ở cái trạm ngay trạm xe của mình có nhà vệ sinh thì phải đi vệ sinh rồi mới lên xe bus, đừng để mới lên chút xíu một cái là con đòi dừng đi vệ sinh thì nó đều là không tốt cho con và nó không tốt cho cái xe của mình, những bạn còn lại trên xe ha. Nên là bố mẹ lưu ý cái chuyện vệ sinh của trẻ. Và đi vệ sinh trước khi lên xe thì đó là cái chuyện bus ha. Còn cái chuyện học ở trên trường thì chúng ta sẽ trao đổi kỹ. Mỗi ngày các con tham gia trên trường thì thầy cô cũng có cập nhật trong cái nhóm là các con tham gia hoạt động gì. Nếu như bạn nào đó mà có một cái biểu hiện bất thường trong cái ngày đó thì nhà trường sẽ giao tiếp ngay với bố mẹ của bạn đó để cùng phối hợp điều chỉnh. Hoặc là nếu như ở nhà của bạn đó có một cái ngày hôm trước hay có những cái vấn đề gì trong gia đình có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm của bạn thì bố mẹ hãy nhắn với cô Vân để cô Vân phối hợp với giáo viên của các con để giúp cho các con tốt nhất. Thì mình sẽ phối hợp lẫn nhau trong cái hành trình trải nghiệm của con. Còn đối với cái chương trình học thì những cái trải nghiệm rất là phong phú, thì bố mẹ hình dung rằng là cái camp này của mình không ép buộc đứa trẻ phải A, B, C, D, bắt nó học cái này, bắt nó học cái kia, mà mở ra rất nhiều trải nghiệm để nuôi dưỡng cái sự hứng thú và sáng tạo khi làm việc của các con. Vài bố mẹ nói là ủa cô, và nhiều bố mẹ sót nha, sót cái chuyện là hôm đó tự nhiên là trong cái group á, mọi người các con nó khoe cái bức tranh của con, có con mình không có tranh, thế bố mẹ nói ủa cô sao bạn nhà 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 em đi học mà không học hả cô, đi học mà không, ủa sao bạn không làm tranh cô, sao cô không bày cho bạn làm tranh cô, ủa sao bạn không có gì, bạn không tham gia hả cô, và bố mẹ rất là xót, ủa sao sao con mình chứ cũng cũng đi lên làm gì trời, mà sao các bạn có thành phẩm, con có thành phẩm, thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải trao đổi rất là kỹ, là trong quá trình làm đó thầy cô đã quyết định lựa chọn một cái hướng khác cho đứa trẻ này để nó phù hợp hơn cho đứa trẻ. Tại vì lúc này đứa trẻ nó không sẵn sàng để làm cái việc đó, và trong cái tâm lý nó có cái chút lấn cấn bất ổn thì có thể cái giờ các bạn làm tranh con đi ra một góc riêng cùng với thầy ngồi làm một cái hoạt động gì đó, hoặc là con phụ giúp thầy làm một cái hoạt động gì đó để con nó có những cái biến chuyển trong tình cảm, trong cảm xúc đó, chứ không phải đi học là phải có đủ thành phẩm mới gọi là học, hôm đó học được, hôm đó con không có thành phẩm nghĩa là ngày hôm đó con không học, mà thầy cô lựa chọn một cái cách để nuôi dưỡng cho cái đứa trẻ này. Năm ngoái cũng có những cái bạn ví dụ như là cái tính bạn ấy là bạn ấy rất thích chơi với bạn bè ha, nhưng bạn chưa biết cách chơi nên bạn cứ tới chọc bạn bè xong bạn bè la lại bạn một cái là thế là bạn sẽ tung bỏ chạy và bạn khóc, và bạn khóc là bạn ra gốc cây bạn khóc luôn, nó ngồi khóc và cứ khóc rồi là bạn không đi vào hoạt động, đang ở trong hoạt động đang làm luôn, đang vẽ hoặc đang nặng luôn, bạn chọc khóc là bỏ chạy là không vô lại luôn. Thì thực sự là có một bữa là đó đang khóc nửa chừng bạn chạy bỏ đi ra, thế là Vân phải dắt bạn
đi lòng vòng thăm vườn hai cô trò hái ổi hái đu đủ, và thay vì bạn ngồi bạn nặng cái cục sáp đó thì bạn phải leo cây đu đủ. Và cô Vân nói: ơi cô thích cái trái kia nè, con trèo lên con hái cho cô được hay không? Và bạn bắt đầu tìm cách, vậy thì làm sao trèo lên được cái cây này ta? Khi Vân thấy rõ ràng bạn đi, bạn bước lên một cái ụ đất cao hơn đó, rồi xong rồi bạn mới vịn vô cái cây, cái cây đu đủ nó không cao lắm, vịn vô cái cây rồi tìm cách với lên cái trái, rồi hái được cái trái rồi bạn sẽ để lên ụ đất cao, rồi bạn lại trèo xuống ụ đất, rồi xong bạn mới vói người lên, bạn lấy cái quả đu đủ xuống cho Vân đó. Thì trong lúc bạn bè của mình đang làm tranh, mình đi hái đu đủ. Nhưng với Vân, cái hoạt động hái đu đủ đó vẫn rất hữu ích cho trẻ, dù nó không có cái tranh mang về. Nên khi bố mẹ gửi con trong trại hè, ở đây mình không chạy đua thành tích, ở đây mình không có chạy đua thành phẩm, ở đây mình đồng hành với đứa trẻ và mình nỗ lực để hiểu cái đứa trẻ nó đang cần cái gì phía bên trong, nó đang bị những cái chuyện gì, và thầy cô phát hiện ra những cái yếu tố ổn bên trong đứa trẻ thì sẽ trao đổi với gia đình để gia đình có một kế hoạch đồng hành với con lâu dài tốt hơn. À, chứ trại hè không không đủ để giải quyết tất cả những vấn đề và tâm sinh lý của đứa trẻ. À, và một đứa trẻ ở nhà không chơi được với người khác và có thể là dễ cáu giận khóc lóc, đưa lên trường và bố mẹ nói: ôi lên trường nó khóc gì sao nó học được cô ơi, cô phải giúp làm sao cho nó hết khóc. Cô nói thiệt, cô cũng trao đổi với bố mẹ là cô nhìn thấy cái tình trạng của bạn, cô biết rằng đây là cái sự lặp lại thời gian rất là dài, mẹ hãy chia sẻ với cô là cách mình đang giáo dục trẻ ở nhà như thế nào, mình đang nuôi dưỡng cảm xúc của trẻ ra sao. Và sau khi trò chuyện rất là nhiều thì Vân biết rằng là mẹ phải thú nhận là mẹ không có giữ được bình tĩnh khi làm việc với bạn, mẹ thường xuyên la bạn và bà của bạn rất thương bạn nhưng la bạn rất nhiều. Vậy thì một cái thời gian dài bạn sống trong cái chuyện bị la như vậy thì không thể nào mà lên trường trong trong một tuần hai tuần và bạn đã có thể cân bằng cảm xúc được. Nên là tới đây nó cũng khó lòng mà nó vui liền và kết hợp liền, mà lên tới trại hè chỉ là mở một cái không gian trải nghiệm để thầy cô hiểu con hơn, con hiểu chính mình hơn, con được nhiều cái hoạt động hơn để con trưởng thành từ từ mỗi chút một chút. Và thầy cô hiểu về con thì cập nhật cho gia đình. Nhưng cái quan trọng là sau khi về trại hè, bố mẹ tiếp tục tạo cái môi trường đầy những cái cảm hứng, những hoạt động phong phú cho con như thế nào mới là điều quan trọng. Trại hè vài tuần không giải quyết được cái chuyện là đời sống tâm sinh lý dài hạn của đứa trẻ nha. Bố mẹ lưu ý. Bố mẹ đừng có mong đợi là cho đi trại hè để nó có một cái sự phát triển toàn diện, rồi sau đó nó về năm học, nó vô trường công, nó quay lại nhà, nó tiếp tục bị la, nó tiếp tục bị gò bó, và mình nghĩ là cứ trại hè là giải quyết cho một năm là không có, không thể nào. Ngay cả khi các bạn đang học thường xuyên ở trường, chính khóa ở trường, mà thầy cô với bố mẹ đã rất là đau đầu phối hợp với nhau rất nhiều, chứ không phải là riêng vài tuần mà có thể giải quyết được ha, để bố mẹ hiểu rõ, có cái mong đợi phù hợp với cái với trại của mình. Thì đó là cái sự phối hợp lẫn nhau. Một vài cái thắc mắc mà một vài cái trường hợp đó, một vài cái case mà đã có từ trước thì Vân chia sẻ. Việc mà nếu mà cái nhóm mà hơi mà dùng bạo lực trong quá trình giao tiếp thì mong rằng là bố mẹ hãy chia sẻ và cùng với nhà trường tìm giải pháp trước khi bạn lên trại. Nếu một bạn mà có cái xu hướng bạo lực quá nhiều thì trường khó lòng mà giúp được bạn trong thời gian ngắn, nên trong trường hợp đó trường sẽ liên hệ với gia đình để gửi bạn trở lại nhà. Tại vì trong kem hè mình không bảo đảm để mình hỗ trợ được chuyện đó. Rồi, thì đó là những cái thông tin cô Vân chia sẻ trong sáng ngày hôm nay. Bố mẹ có những cái thắc mắc gì thì bố mẹ có thể nhắn vào khung chat cho cô Vân nha. Hoặc là mình gửi tin vào trong group. Ở trong đây hình như là có một cái tin nhắn của bố mẹ là năm nay hoạt động hè có buổi nào bố mẹ tham gia hoạt động cùng với con ở trại hè hay không? Thì trong kế hoạch hiện tại của năm nay, trong năm tới không có hoạt động nào mà bố mẹ tham gia cùng với con. Lý do, con rất là mới với trường. Cái thứ hai, bố mẹ cũng là mới với trường. Chúng ta chưa có nhiều những cái cơ hội để hoạt động sinh hoạt cùng với nhau, nên chúng ta tham gia một cái hoạt động với nhau trong khi mọi thứ còn rất là mới, hoạt động đó nó có thể không đạt nhiều cái hiệu quả ngoài cái chuyện
là vui vẻ, sum tụ, hoạt động, activity ha. Thì trong cái trại hè này, trường mình chưa có cái hoạt động chung đó. Sắp tới nó chỉ có những hoạt động riêng của bố mẹ và hoạt động riêng của con. Ví dụ hoạt động riêng của bố mẹ là sáng nay chúng ta ngồi với nhau ở Nha Trang cuối từ cuối tuần này và cuối tháng này mình cũng có vài cái workshop để làm việc chung giữa nhà trường với bố mẹ. Trong năm này cô Vân cũng mở những cái hoạt động để có thể sinh hoạt offline và online với bố mẹ, thì Vân khuyến khích bố mẹ tham gia với những hoạt động này, nhưng tạm thời trường đang tách riêng hoạt động với trẻ riêng, trường hợp hoạt động với bố mẹ riêng. Có một vài cái dự án mà cô Vân cũng đã list ra để chuẩn bị cho năm này. Tuy nhiên nó sẽ không phải là một ngày activity, nó chỉ là một cái hoạt động mà nếu như nó là cái chủ đề giống như là family á, chủ đề về gia đình và cái cách để mà nuôi dưỡng cái gia đình, thì lúc đó nó mới có bố mẹ làm với con cái. Ví dụ như sắp tới cô Vân đang chọn lại cái ngày, nhưng cô Vân sẽ có một cái hoạt động cho gia đình, đó là trẻ sẽ tham gia cùng với thầy cô nguyên ngày. Nhưng trẻ tham gia những chuyện gì? Trẻ tham gia từ cái việc đi chợ, nấu nướng, trang trí bàn tiệc, văn nghệ các kiểu ha, và set up một cái không gian tiệc. Mà trong cái không gian đó, mỗi gia đình là một cái bàn ăn riêng, có nến, có hoa. Đứa trẻ chuẩn bị cái bữa ăn đó cho chính gia đình của mình. Con làm cái nước đó, con thêm một chút ớt cho ba, con bớt một chút ớt, con không làm cay cho em, con thêm cái này cho mẹ. Con thực sự mở, con thực sự tạo ra một cái bàn ăn của gia đình. Và rồi đúng giờ, bố mẹ, anh chị em tham gia buổi tiệc ăn mặc đẹp đẽ tới, được mời vào trong bàn tiệc, và do chính con của mình nó chuẩn bị. Phía trên đó là những cái màn thổi sáo hay là hát bè hay là kéo violon của các con ha, để mình có thêm nhạc, và mỗi gia đình là một bàn ăn riêng. Thì cái hoạt động đó là hoạt động là nuôi dưỡng cái tình yêu thương của đứa trẻ với gia đình. Đứa trẻ được đánh thức cái tình yêu thương của cái việc chăm sóc gia đình mình, thay vì mình ở nhà và bố mẹ nuôi mình rồi bố mẹ bày bàn ra mình rồi mình lên bàn ngồi ăn, thì bây giờ con có cả một ngày cùng với thầy cô để con thực sự chuẩn bị cho cái bữa ăn gia đình. Và khi con làm cái việc này với nhiều các bạn nhỏ, nhiều gia đình, và đặc biệt ở trong Sài Gòn, thì cái khung cảnh nó tuyệt vời lắm. Khi mà đứa trẻ nó chăm chút, nó gắn cái hoa này, nó gắn cái hoa kia, và trời ơi, nó nhìn cái bàn tiệc và nó không nghĩ gì tới cái chuyện là con ăn cái món nào, uống món nào ngon ta. Và trẻ nó tập trung cái chuyện là ba con sẽ thích nè, mẹ con sẽ thích nè, bà con là sẽ rất thích luôn. Và đúng giờ, cả đứa trẻ nó hồi hộp, nó đứng ngay bàn ăn của mình nó hồi hộp. Nhà trường mở cánh cổng ra và từng gia đình bước vào. Đứa trẻ mừng rỡ khi thấy gia đình của mình, và nó ra nó mời bố mẹ bước vào. Bố mẹ ngồi vào bàn ăn và cảm thấy ngay cái tình yêu thương của con mình dành cho cái bàn ăn gia đình mình. Và cũng có bạn đó, mẹ tới trễ, sau khi các gia đình đã vào rồi, cái bàn của con đó chưa có bố mẹ, con đứng trong bàn con nghẹn luôn. Và cô đã nhanh chóng nói với con rằng là mẹ con tới trễ 10 phút, và bạn đứng và bạn ngóng cái đồng hồ, và cho đến khi mẹ bạn tới á, cô báo hiệu với con là mẹ con tới rồi. Bạn mừng rỡ, bạn chạy ra và nắm tay mẹ và nước mắt ngắn dài và mừng á, và ôm mẹ như là chờ đợi dễ sợ lắm, và mời mẹ vào và kêu mẹ nhắm mắt lại đi rồi con dắt mẹ đi, rồi dắt mẹ vào trong bàn ăn, và mẹ con vỡ òa với một cái bàn ăn rất là dễ thương đó. Thì đó là một cái hoạt động mà Vân ví dụ về cái chuyện gia đình ha. Làng vui mình sẽ rất là để ý cái hoạt động nào cho trẻ, hoạt động nào cho bố mẹ, hoạt động nào nếu như có cả hai đối tượng thì cái nội dung sẽ nên như thế nào, để tránh những cái sự thiếu chuẩn bị của người lớn ảnh hưởng đến làm cho đứa trẻ nó mất tập trung, cũng như những mẩu chuyện lẫn nhau của người lớn làm đứa trẻ nó hiểu sai những cái thông điệp, và nó trở nên là gì, nó như cái hội chợ nhốn nháo ha. Nên là ở làng vui nếu mà hoạt động nào cho đối tượng nào, trường sẽ chuẩn bị rất là kỹ cái flow trong đó để những đối tượng tham gia được trải nghiệm trọn vẹn. Vì vậy gia đình nào mong muốn có những hoạt động dành cho gia đình
thì cũng đừng ngại nhắn vào fanpage, nhắn vào cô Vân là gia đình mình sẽ mong chờ cái hoạt động dành cho gia đình đó. Và nói về dòng gọi là gì, ý tưởng nè, nói về cách tổ chức nè, nói về làm sao để ra một cái buổi rất tuyệt vời nè, thì nó không khó với làng ha. Nhưng mà đối với làng thì làm cái gì cũng sẽ phải nghĩ trước nghĩ sau nó trọn vẹn, để cái đứa trẻ ở trong đó nó có một cái hành trình đẹp nhất. Bố mẹ hình dung cái điều này, và để bố mẹ, để bố mẹ khỏi phải cảm thấy thất vọng, trời ơi sao chờ hoài trường không có tổ chức cái hoạt động cho bố mẹ đi đi chơi cùng với con. Nếu mà một vài hoạt động bố mẹ dễ dàng hú nhau dẫn nhau đi chơi nha, còn trường khi mà tổ chức thì trường sẽ thông báo và trường sẽ chuẩn bị rất là kỹ. Cảm ơn mẹ mẹ Ngọc Hà đã đặt cái câu hỏi. Hình như đó, mẹ cũng là năm ngoái con của mẹ cũng tham gia trại hè đó. Rồi cảm ơn bố mẹ. Bố mẹ còn cái câu hỏi nào không ạ? À? Nếu hiện tại bố mẹ chưa có câu hỏi và bố mẹ đã cảm thấy là một vài bố mẹ ở xa sẽ có một cái thắc mắc là vậy vào nếu mà mình ở xa, thứ nhất mình gửi con không vào trong đó rồi không có ai giúp mà có ai hỗ trợ con nội trú hay không, thì đầu tiên là không được, tại vì các con vào đây và các cô không thể nào bảo đảm cho, ví dụ một đứa trẻ ở xa tới mà các cô có thể bảo đảm cái đời sống ăn ở buổi tối, bảo đảm tinh thần và cách xa và vượt qua nỗi nhớ gia đình này nọ, các cô không làm được, không bảo đảm. Nên là các con đi là phải có gia đình ha, và sau giờ học các con cần được có cái sự chăm sóc chỉnh chu, nên đó là cái mà bố mẹ cần phải chuẩn bị, là không thể con riêng được. Rồi tiếp theo, vậy thì mình ở xa mình chuyển về tới Nha Trang thì nên có một số recommend gì trong cái chuyện đi lại, ăn ở, thì Vân sẽ thường là Vân sẽ trường mình thì không có host cái chuyện ăn ở, mọi người hoàn toàn sẽ tự lựa chọn cho mình. Nhưng một vài bố mẹ năm ngoái họ đã lựa chọn cái cách mà rất là thú vị, đó là lựa chọn ở một cái căn hộ ở Gold Coast hoặc là Nha Trang Center, nó ngay cái trạm bus, hoặc là ở CT2 đó, nó cũng ngay cái trạm bus, thì bố mẹ sẽ ở những cái căn dịch vụ ở đó và dắt con xuống lên xe bus đi học, là dắt con về đó, thì cái việc đưa đón sẽ thuận tiện, thì cái đó là thuận tiện nhất. Ở Gold Coast hay là Nha Trang Center thì nó ngay biển luôn, nên là sáng sớm với là buổi chiều và cuối tuần hoàn toàn có thêm cái biển để mà có thể trải nghiệm cùng với con. Rồi con đi học là bố mẹ được, nó cũng như là một kỳ nghỉ mà được set up cho gia đình, thì bố mẹ cũng được enjoy cái thời gian của mình. Một số gia đình bố mẹ không đi được thì vẫn thấy là có ông bà đó, và sáng con đi học á thì ông bà bắt đầu đi dạo biển với nhau, ở dưới có siêu thị, ông bà đi mua đồ về nấu nướng ăn một bữa ăn cùng với nhau, và cái thời gian nghỉ ngơi của ông bà cũng rất là tốt. Thì năm ngoái là vẫn thấy như vậy. Một số gia đình cũng lựa chọn là tìm một vài cái farm stay gần trường rồi đưa tự đưa con đi học, thì cái farm stay rất gần trường thì nó cũng không có gần, nên là bố mẹ cũng phải đưa con tầm chục cây số. Như vậy thì theo cái định vị của Happy Village, bố mẹ thử tìm xung quanh xem thử các cái dịch vụ. Nhưng ở phía trên trường mình thì Vân nói trước là nó không nhiều dịch vụ. Năm đây Vân cũng có hỏi một vài cái phụ huynh đang ở gần trường, và cái nhà của họ hay là cái farm của họ nó cũng khá là rộng rãi. Vân cũng đang hỏi thăm thôi chứ chưa chắc chắn. Vân hỏi rằng là có thể nào họ suy nghĩ về cái chuyện họ có một cái dịch vụ ngắn hạn trong vòng vài tuần để có thể host những cái gia đình ở xa tới tham gia hoạt động hay không, thì họ có nói là họ cũng thực sự suy nghĩ về chuyện này và họ thấy cũng có sự thú vị, nhưng chị Vân chưa thấy có cái kết quả cuối cùng của chuyện này ha. Thì Vân sẽ hỏi thêm, vậy thì những cái gia đình nào và muốn cập nhật cái chuyện này, cái có nhu cầu được nhờ cái sự host của phụ huynh ở xung quanh trường, nhưng Vân có nói phụ huynh là đừng có vì nể trường mà mình kêu là ok mình làm thiện nguyện hay mình giúp đỡ. Nó phải rất là rõ ràng, đó là nếu mình làm mình phải có service của chuyện này, có nghĩa là nếu mình set up khu ở, khu ăn hay là mình cung cấp cái gì thì nên làm nó như là một cái dịch vụ và phải có thu phí. Ai chấp nhận cái mức phí đó với cái sự với sự sắp xếp đó thì ở thôi, chứ không thể làm vừa ý được từng người, cũng như nể qua nể lại rồi rồi nó gây phiền về sau. Nên mọi người hình dung cái đó vẫn phải bỏ chi phí.
Ha, có ở theo kiểu tập thể thì chi phí nó ít hơn, ở riêng thì chi phí nhiều hơn. Nếu họ phải cung cấp bữa ăn thì phải có chi phí và phải được thống nhất giữa phụ huynh mới với những người làm dịch vụ xung quanh trường, và trường không tham gia vào cái yếu tố mắc rẻ phù hợp hay không phù hợp của những dịch vụ này. Mọi người cứ thống nhất với nhau, nhưng nhà trường có thể có một cái sự kết nối là hỏi những phụ huynh kia, và nếu những phụ huynh kia nói là tôi có thể host nhưng tôi chưa biết cái nhu cầu của những người đi tới như thế nào, thì Vân sẽ kết nối hai cái nhóm lại với nhau, đúng không ạ? À? Vậy thì những người nào sắp tới thì cứ inbox cho Vân rằng để tên và số điện thoại và nói rằng muốn tìm cái việc ở gần trường, chỉ muốn tìm thôi nha, rồi Vân sẽ pass cái thông tin này qua cho cái phụ huynh đại diện cho cái chuyện là xem thử có host được hay không, để có thể trao đổi để hiểu cái thông tin của nhau. Và nếu như host được, chuyện đó sẽ xảy ra. Nếu như cái phụ huynh mà ở gần trường họ nói là cái nhu cầu này khó quá họ không làm được thì họ sẽ báo là họ không làm được ha. Nhưng hãy nhắn cho Vân để Vân biết cái nhu cầu thì Vân mới chuyển cái nhu cầu qua cho những cái gia đình có thể làm cái service này ha. Hiện giờ thì mọi người ở quanh trường cũng đông đông nên là rất là vui. Okay, thì đó là cái chuyện ở ăn ở. Ở Nha Trang thì cái phí ở nó cũng không có đắt nha. Cộng với cái chuyện là chợ búa hay thực phẩm này nọ cũng rất là thoải mái. Khí hậu thì lại là tốt, và cái mùa hè là mùa du lịch mà. Đó, nên nếu mà gia đình nghĩ rằng đây là một chuyến không chỉ là cái kem hè của đứa con mà là một cái trải nghiệm thú vị cho cả gia đình, thì nên có những cái sự chuẩn bị đầu tư cho cái chuyến đi du lịch dài hạn của cả nhà, nếu nó nằm trong cái nguồn ngân sách của cả nhà. Thì đó là về cái chuyện xe cộ đi lại. Sau buổi ngày hôm nay, bố mẹ vui lòng nhắn với Vân tên, số điện thoại của mình, tên con của mình, ngày sáng năm sinh của con mình ha, và cái trại khai giảng ngày bao nhiêu, độ dài bao nhiêu, muốn đăng ký cho con thì phải nhắn liền cho Vân. Cho dù mình có nhắn thêm là mình sẽ cần tìm hiểu thêm một chút nữa mới quyết định, nhưng hãy nhắn cho Vân cái thông tin đó trước, tại vì first come first serve, nên là Vân sẽ không muốn là khi mà đủ rồi thì Vân kêu dạ không không nhận nữa, thì lúc đó rất khó. Không có chuyện là chị tham gia, chị tìm hiểu từ bữa giờ rồi mà tại vì chị chưa nhắn nên ép thêm, và nó sẽ khó hơn, nó hơi khó. Nên là càng sớm nhắn cho Vân rằng là mình đã chắc chắn tham gia, mình tham gia khoảng 80%, có thể sau 2 tuần nữa mình sẽ có một cái câu trả lời cuối cùng, thì cũng vẫn update cho Vân hết tất cả những điều đó để Vân nắm cái số lượng. Ví dụ như là năm ngoái khi Vân mở ra cho đăng ký là sau 2 ngày Vân đóng đăng ký luôn. Sau 2 ngày đóng đăng ký, tại vì khi mở đăng ký là nhận rất là nhanh. Nên là bố mẹ lưu ý về cái nhu cầu, nếu đã có thì mạnh dạn chia sẻ mong muốn của mình cũng như cái khó khăn mình đang có, để Vân hiểu và sắp xếp và nỗ lực để giúp, để hỗ trợ cho mọi người ha. Số lượng trẻ của mình thì là không nhiều quá, nên là nó có thể đến khi mình lựa chọn cái tuần thì cái tuần đó nó bị full, thì lại là nó bị mất một cái cơ hội trải nghiệm của năm đây của gia đình mình. Rồi, cảm ơn bố mẹ rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn bố mẹ rất là nhiều. Bố mẹ có còn câu hỏi gì nữa không? Nếu không có câu hỏi gì thì chúng ta có thể kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Có mẹ hỏi là 40 phút ngồi trên xe có hoạt động nào cho con hay không cô? Ha? 40 phút mà từ làng đi xuống á, phần lớn trẻ ngủ trong xe luôn rồi. Ha? Và một số bạn ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện nhỏ với nhau. Buổi sáng đầu ngày mình không làm hoạt động ở trên xe như là ở hoạt động náo nhiệt này nọ. Tại vì mỗi ngày các con cần mở ra cái sự thoải mái. Con sẽ nói chuyện rất là nhỏ với cái bạn ở bên cạnh. Trên xe thầy cô mở cái phần kể chuyện cho các con nghe đó, các cô thu âm những cái câu chuyện kể và mở trên xe, các con lên sẽ được nghe giọng ấm áp của cô kể chuyện đó và nói chuyện rất nhỏ với bạn bên cạnh. Việc ở trên xe là một cái sự rất là yên tĩnh, nói chuyện vừa phải, nhưng nháo nhào trên xe là không có, hoặc hoạt động giống như là mình đi du lịch đó. Thì xong rồi trên xe đó là anh hướng dẫn viên ảnh làm trò chơi rồi quá trời trên xe, thì mình không làm chuyện đó ha. Thoải mái nghe câu chuyện. Và cái đường từ Nha Trang lên lên tới trường á,
hai bên là những cánh đồng, những ngọn núi nè, rồi đàn vịt nè, đàn cò nè, rồi trâu, rồi bò, rồi đủ thứ đẹp lắm. Nên là trường khuyến khích là các con nghe kể chuyện và bắt đầu nhìn ngắm. Và có nhiều bạn bạn say sưa nhìn cái khung cảnh. À, nên là hãy để cho con thoải mái. À, không không gò có hoạt động nào mà có dẫn dắt trong cái lúc đi xe bus. Còn buổi chiều về phần lớn là ngủ trên xe, bạn nào còn sức thì ngồi là trò chuyện với bạn bên cạnh. Rồi. Cảm ơn bố mẹ rất là nhiều ha. À, cho buổi ngày hôm nay mà Vân sẽ coi là gửi cái video này lên YouTube lại cho mọi người. Mọi người có thể xem lại một lần nữa, đưa cho người thân của mình xem. Những bố mẹ không tham gia trong buổi hôm nay có thể coi. Nhưng mà hãy cố gắng coi sớm nhất để cho đến khi mình coi thông tin rồi thì mình vừa hiểu được thông tin thì đã đóng cổng đăng ký. Nên là mong mong mọi người hãy tranh thủ coi sớm sớm một xíu. Cảm ơn nhà mình rất là nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Vân xin hát một bài hát để kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ha. Mọi việc đã xong rồi, tất cả đều trọn vẹn, niềm hân hoan này mình cùng sẻ chia, hạnh phúc thay khi mình quan tâm và giúp đỡ nhau. Tạm biệt nhé bạn thân yêu của tôi. Mọi việc đã xong rồi, tất cả đều trọn vẹn, niềm hân hoan này mình cùng sẻ chia, hạnh phúc thay khi mình quan tâm và giúp đỡ nhau. Tạm biệt nhé bạn thân yêu của tôi. Cảm ơn bố mẹ rất là nhiều. Chúc bố mẹ có một cuối tuần thật là vui vẻ và bình an bên con và gia đình của mình.